Tối qua, Sở Giáo dục và Đào tạo chính thức thông báo kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025. Theo đó, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế với chuyên tiếng Anh 37,8 điểm, chuyên tiếng Pháp 35,46 điểm, chuyên tiếng Nhật 33,86 điểm, chuyên toán 34,2 điểm, chuyên vật lý 35,9 điểm, chuyên hóa học 35,15 điểm, chuyên sinh học 34,55 điểm, chuyên tin học 33,95 điểm, chuyên ngữ văn 37,15 điểm, chuyên lịch sử 32,9 điểm và chuyên địa lý 37,7 điểm. Đối với các trường phổ thông, điểm chuẩn cao nhất tập trung ở trung tâm thành phố Huế. Cụ thể, trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng lớp ngoại ngữ tiếng Anh 46,1 điểm, ngoại ngữ tiếng Nhật 37,1 điểm. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ lớp ngoại ngữ tiếng Anh 44,9 điểm, ngoại ngữ tiếng Pháp 36 điểm và ngoại ngữ tiếng Nhật 31,2 điểm. Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ ngoại ngữ tiếng Anh 41,5 điểm, ngoại ngữ tiếng Pháp 27,1 điểm. Trường Trung học phổ thông Cao Thắng 37,6 điểm, trường Trung học phổ thông Gia Hội 31,06 điểm, trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân 31 điểm, trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu 30,6 điểm, trường Trung học phổ thông Đặng Trần Côn 25,2 điểm, trường Trung học phổ thông Hương Vinh 20,7 điểm và trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh là 22 điểm. Năm học 2024-2025, toàn tỉnh có 16.208 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 6, thí sinh trúng tuyển đến các trường làm thủ tục nhập học. Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi có thể nộp đơn phúc khảo trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 6.